Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình bác sĩ trẻ tình nguyện tri ân những người có công với cây mạng. Trông gừng xuất khẩu hướng phát triển bền vững cho người dân nậm chày. Cần sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường vào tổ dân phố số 14 phường Xuân Tăng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 năm thực hiện, 4 chương trình trọng tâm được cụ thể hóa bằng 19 đề án của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Giữa ước hết năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở 4 chương trình 19 đề án của tỉnh ủy Lào Cai, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động kế hoạch thực hiện. Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan ra soát thực hiện lồng ghép 67 cơ chế chính sách trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời nghiên cứu một số chính sách mới trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 62 chính sách thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả cho thấy, trong tổng số 192 chỉ tiêu của 19 đề án đến hết năm 2019 đã có 130 chỉ tiêu đạt và vượt, 29 chỉ tiêu đạt trên 90%. 13 chỉ tiêu đạt trên 80%, 3 chỉ tiêu đạt trên 70% và chỉ còn 17 chỉ tiêu đạt dưới 70%. Ước năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu mục tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cụ thể, những kết quả đạt được góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 lây lan và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cộng đồng mỗi người cần hiểu rõ về dịch bệnh và khả năng lây lan của dịch bệnh để có biện pháp phòng chống phù hợp. Đặc biệt là thực hiện những điều không nên sau để tránh tối đa sự lây nhiễm. Không hoang mang, lo sợ, chủ động tìm hiểu thông tin tình hình dịch bệnh và cách phòng bệnh từ các nguồn chính thống. Không tung tin đồn nhảm, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Không ồ ạt đi mua đồ dự trữ. Không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, không di chuyển khỏi nơi cư trú không đi du lịch khi tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp. Không đến những nơi đông người, không tổ chức sự kiện có tập trung đông người. Không chạm tay lên mặt, miệng, mũi, đặc biệt khi chưa rửa tay với xà phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện như hắt hơi, ho, đau họng hoặc sốt. Không vứt khẩu trang bừa bãi sau khi sử dụng. Không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác. Không mua bán, tiếp xúc với các loài động vật nuôi hoặc hoang dã. Không che giấu thông tin khi đi từ vùng dịch trở về không chống đối thực hiện cách ly y tế khi được yêu cầu. Ngoài tuân thủ những điều không nên làm nêu trên, khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 gồm các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và xét nghiệm kịp thời. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, hãy chung tay phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cùng với cả nước, tuổi trẻ Lào Cai cũng đã và đang có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Và mô hình bác sĩ trẻ tình nguyện mà huyện đoàn Bát Sát đang triển khai được coi là một trong những điểm nhấn ghi dấu ấn của tuổi trẻ trong các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tuổi cao, sức yếu, bà Trần Thị Hạnh, chú tại tổ 6 thị trấn Bát Sát, thường xuyên phải tới kiểm tra sức khỏe và điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, từ khi có dịch COVID-19, việc di chuyển tới các cơ sở y tế của bà Hạnh cũng hạn chế hơn. Nhưng giờ bà Hạnh cũng đã yên tâm hơn bởi đã có những bác sĩ tình nguyện đến khám bệnh ngay tại nhà cho bà như thế này. Các chú quan tâm thế này là quá tốt rồi. Tôi mà có nó làm sao thì lại phải gọi cho các chú ấy thôi, giúp đỡ thôi. Chứ nó chưa hết cái dịch, chỗ dịch thì cũng không dám đi. Còn với trường hợp ông Vàng A Sẩu, chú tại tổ 13 thị trấn Bát Sát, sau khi được kiểm tra, các bác sĩ điều dưỡng của đoàn tình nguyện đã khuyến cáo ông cần có biện pháp để điều hòa huyết áp đảm bảo sức khỏe. Qua đó đã giúp ông Sầu quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, không còn chủ quan như trước. Từ trước đến nay thì các chú ở bên huyện đoàn ở bên xã đoàn rồi cùng chi hội huyện hàng năm rồi lễ Tết thì các chú đến thăm hỏi đấy. Thì sức khỏe bây giờ sức khỏe yếu rồi thì các cháu rất quan tâm. Huyện với lời xã đến thăm hỏi Bệnh cho tôi xin cảm ơn. Trên đây là hai trong số 40 trường hợp người có công được khám chữa bệnh miễn phí trong thời gian này. Hoạt động bác sĩ trẻ tình nguyện đến khám bệnh tại nhà cho các đối tượng chính sách là một mô hình mới được huyện Đoàn Bát Sát triển khai dưới sự chỉ đạo của tỉnh Đoàn Lào Cai. Mỗi đội gồm 3 người, một bác sĩ, một điều dưỡng và cán bộ huyện Đoàn tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và giúp khai báo y tế, đồng thời tặng thuốc bổ và tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Bát Sát. Tôi thì tham gia rất nhiều các chương trình khám tình nguyện tại các địa bàn. Thì so với các lần trước thì thực sự là các lần trước thì người ta sẽ khám tại các người dân sẽ đến khám tại các trạm y tế. Nhưng mà lần này nó có đặc biệt hơn thì trong các cái chương trình chống dịch Covid của cả nước này thì chúng tôi sẽ đến từng hộ gia đình và khám. Thì nói chung là đến từng hộ gia đình thì đôi lúc nó có gặp một chút khó khăn tức là ví dụ như những hộ không có nhà chẳng hạn thì chúng ta phải đi lại nhiều lần nó hơi vất vả hơn một chút nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của đoàn và của bản thân thì tôi thấy rất là vui mô hình này rất là hiệu quả khi mà chúng ta đến tận nơi thăm hỏi rồi cũng như là kiểm tra sức khỏe cho các cái đối tượng chính sách thì tôi đây là mô hình rất là hay và chúng tôi khả năng là chúng tôi sẽ duy trì và chúng tôi sẽ định kỳ trong những cái đợt thời gian sau nữa ví dụ như là trong cái đợt cao điểm về tri ân 27 tháng 7 là đợt kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ rồi thì là ngày có thể cuối năm trong cái đợt trước dịp tết nguyên đán thì kèm theo đó là cũng hoạt động tặng thăm hỏi tặng quà nữa huyện đoàn sẽ xã hội hóa về thuốc men rồi thì là quà tặng rồi thì nguồn lực bác sĩ thì chúng tôi sẽ lấy nòng cốt là các cái bác sĩ của tri hội thầy thuốc trẻ của huyện với chủ đề thanh niên tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng Thời gian vừa qua, đoàn viên thanh niên huyện Bát Sát đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở. Và mô hình bác sĩ trẻ tình nguyện là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật bác, Trung tay phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ nói chung, đội ngũ thầy thuốc trẻ huyện Bát Sát nói riêng đối với những người có công với cách mạng. Lào Cai phấn đấu năm 2025, diện tích chè gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến đạt khoảng 7.500 hectare, trong đó có 2.000 hecta chè nguyên liệu cho chế biến chè ô long, chè tinh chế, 500 hecta chè cổ thụ gắn với du lịch. Tập trung thực hiện thâm canh tăng năng suất chè kinh doanh đạt 85 tạ một hecta, áp dụng kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ICM chè hữu cơ, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức trồng mới 1.100 hecta tập trung tại huyện Mường Khương sử dụng giống chè san và chè kim tuyên, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt phối hợp với nhân dân mở rộng vùng nguyên liệu áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, sử dụng cây giống bằng phương pháp dâm hom vô tính, đảm bảo tỷ lệ giống cao. Thêm vào đó là thực hiện quy trình thâm canh tăng năng suất chè kinh doanh, xây dựng và duy trì đến năm 2025 diện tích thâm canh chè đạt 4.500 ha, trong đó tổ chức chứng nhận chè sản xuất theo hướng Việt Gáp 1.500 ha, sản xuất chè hướng hữu cơ 500 ha, duy trì 100% diện tích chè kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đàn lợn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 515.000 con, tương đương với tốc độ tăng trưởng đàn đạt trên 1,5% mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai sẽ tập trung khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi lợn theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, có phương án đầu tư sản xuất theo hướng chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hoặc quy trình chăn nuôi lợn tốt. Ngành nông nghiệp cũng cơ cấu lại đàn lợn theo hướng vùng thấp chú trọng chuyển đổi tăng cơ cấu đàn lợn ngoại, lợn lai. Đến năm 2025, tỷ lệ đàn nái lai và nái ngoại chiếm 40%, nái nội chiếm 60%. Đàn lợn thịt giống lai và giống ngoại chiếm 50% và lợn thịt giống bản địa chiếm 50%. Vùng cao phát triển mạnh đàn lợn đen bản địa để nâng cao giá trị sức cạnh tranh, chủ động sản xuất con giống thương phẩm tại chỗ để hạn chế thấp nhất nguồn dịch lây lan vào tỉnh đảm bảo cung ứng giống an toàn, phục vụ chăn nuôi trong tỉnh. Đến năm 2025, phân đấu có 8 đến 10 chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn, có quy mô trên 10.000 con một chuỗi. Thưa quý vị và các bạn, củ gừng có vị cay thường được sử dụng làm gia vị trong các bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Gừng cũng được sử dụng làm một vị thuốc quan trọng trong đồng y. Gừng giờ đây còn mang lại một vị ngọt ngào, giúp cho nhiều hộ gia đình ở xã Nậm Trải huyện Văn Bàn có một hướng phát triển kinh tế để giảm nghèo. Thay vì trồng lúa như trước, từ năm 2019, diện tích này được anh Đặng Phúc Quý ở thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Trầy chuyển đổi sang trồng gừng xuất khẩu. Theo mô hình liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hòa hưng của Bắc Ninh thông qua hợp tác xã Nậm Trầy. Chưa thông thạo lắm về mặt kỹ thuật, một phần bị ảnh hưởng bởi thiên tai, song năng suất gừng gia đình thu được vẫn đạt khá, giá trị kinh tế cũng cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Trồng lúa thì một năm thu hoạch được một tấn thì tính giá đấy thì một tấn so với các sản phẩm khác đấy là chỉ được bán ở trên này giá bình quân là một tấn thóc chỉ bán được 6 triệu thôi. Xong năm 2019 có cái mô hình trồng gừng của hợp tác xã Nậu trẻ đấy thì cũng mạnh dạn đưa con giống gừng cho trồng trên đất ruộng Thế thu hoạch đấy thì về rúng thì trùng 1 tấn rúng nhưng thu hoạch được 6 tấn thì bán đi cho tác xá 5 tấn, 5 triệu là lái còn lại 1 tấn là để làm rúng, coi như là lái hẳn 1 tấn rúng. Đấy là tính đi cung hết rồi trước kia hầu hết các hộ gia đình ở nậm trầy đều trồng gừng giống địa phương để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày tuy nhiên việc trồng gừng giống lai theo hướng hàng hóa để xuất khẩu thì yêu cầu khắt khe hơn phải tuân thủ đúng quy trình từ làm đất lựa chọn giống đến khâu chăm sóc và thu hoạch để giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật và kỹ năng trong sản xuất xã nậm trầy đã phối hợp với ngành nông nghiệp huyện văn bàn và đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân tham gia mô hình người ta thì coi như là nó trồng lâu na ở điện phiên đây rồi thì trước thì cũng không bỏ phân và bây giờ trồng gần lai này thì mình phải bỏ phân và quy cách thì mình cũng phải trồng tuyệt đối là cây cách cây rơi khoảng bốn mươi năm mươi cm thì sau này nó mới phát triển nó tốt được còn mình trồng thưa của nó lại không được mà trồng mâu quá lại không không được thì cũng chủ yếu là liên quan đến kỹ thuật ấy thì cũng có bên cán bộ khuyến nông thì cũng tuyên truyền cho gia đình và quy cách trồng giống để trồng để có hiệu quả nó cao hơn. Tuy mới triển khai ở nậm chày từ tháng 3 năm 2019 và quy mô cũng đang còn ở mức thí điểm, cụ thể là 15 hecta với 24 hộ gia đình tham gia. Song qua hiệu quả của vụ sản xuất đầu tiên cùng với các cam kết chặt chẽ giữa các bên tham gia liên kết trồng gừng xuất khẩu đang giúp người dân nậm chảy thêm yên tâm triển khai trồng gừng. Công ty Hòa Hưng rồi là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đây thì có phải có cái cam kết với người dân. Nếu như mà cuối vụ mà khi thu hoạch mà giá thị trường nó lên thì nó sẽ điều chỉnh lên và nếu xuống thì sẽ giữ nguyên theo cái mức ký ban đầu. Đấy, và bên cạnh đó nữa thì uh, bên phía công ty bao tiêu sản phẩm người ta sẽ uh, tạo cái lòng tin với người dân bằng cách là người ta sẽ cung ứng giống trước Đấy, và để cho người dân yên tâm sản xuất và người ta sẽ khấu trừ vào cái uh, sau khi thu hoạch và khi có sản phẩm. Đấy, rồi đối với lại hợp tác xã thì cũng cung ứng trước phân cho người dân, lấy phân bón cho người dân để sau đó thì cũng sẽ trả bằng sau khi có sản phẩm. Và bên cạnh đó thì người dân cũng phải có cái trách nhiệm với lại phía bao tiêu sản phẩm là việc mà phải thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật cũng như những cái ý kiến chỉ đạo về kỹ thuật đối với lại các cái đơn vị mà nhận bao tiêu. Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Lào Cai, trong khi điều kiện để phát triển sản xuất lại khó khăn, tổng diện tích ruộng nước của nậm chày cũng chỉ khoảng 150 hecta và cũng chỉ có thể cấy một vụ. Cũng chính bởi vậy, mô hình liên kết trồng gừng xuất khẩu không chỉ nâng cao thu nhập mà quan trọng hơn là giúp bà con biết cách ứng dụng khoa học vào trồng cấy, đặc biệt là tiếp cận với tư duy về sản xuất hàng hóa theo liên kết thị trường phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, do trời mưa trong những ngày qua, tuyến đường dẫn vào tổ dân phố số 14 phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã bị sạt lở cả hai bên, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho nhân dân khi lưu thông qua đây. Đây là tuyến đường dẫn vào tổ dân phố số 14 phường Xuân Tăng. Hai bên ta đi âm có chỗ sâu hơn 20 mét. Hồ Lan chỉ là những thanh tre, thanh nứa được buộc tạm bợ. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua, con đường bị sạt lở hoàn toàn phần mặt đường làm bằng bê tông. Hiện hai bên đường đang có các vết nứt, nếu tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở cả mặt đường là rất cao. Toàn bộ người dân của chúng tôi hàng ngày đưa con cháu đi học và đi làm ăn đều đi trên đường này rất là khổ, rất là khó, không thể đi lại được. Vậy thì tôi cũng rất là muốn mong muốn là đề nghị với lại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường và các ban ngành để uh, tạo điều kiện cho người dân của tổ chúng tôi được con đường giải bê tông đi lại cho nó sạch sẽ, nó đảm bảo cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trước tình hình sạt lở của tuyến đường, phường Xuân Tăng đã cho lập hàng rào chắn để nhân dân không lưu thông qua tuyến đường này. Thay vào đó, phường đã san gạt, tạo mặt đường tạm để đi vào tổ 14, bắt đầu từ tiểu khu đô thị số 20, nối từ cây xăng quốc lộ Bồ Nè. Chúng tôi cũng đang tiến hành huy động xã hội hóa toàn bộ các cái nguồn lực trong đó bao gồm các cái doanh nghiệp tại địa phương đang thi công. Thứ hai nữa là các cái nguồn lực của phường, các cái nguồn dự phòng của phường để tiếp tục sửa tuyến đường vòng qua cái chỗ tiểu khu 20 để đảm bảo đi lại cho nhân dân được thuận lợi hơn. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Với lâu về dài, Chính quyền địa phương và các cấp, các ngành của thành phố Lào Cai cần có phương án xây dựng tuyến đường đảm bảo an toàn và đi lại thuận lợi cho nhân dân. Phần thời lượng còn lại của chương trình là mục Lào Cai 7 ngày. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Căn cứ nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế ở địa phương, Lào Cai đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, tiếp tục dừng hoạt động đón trả khách tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch, di tích danh thắng và cơ sở thờ tự, các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim và các dịch vụ không thiết yếu. Cho phép các hoạt động vận tải hành khách hoạt động trở lại nhưng yêu cầu sử dụng không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 hành khách mỗi xe đối với loại xe trên 40 chỗ ngồi để đảm bảo cự ly giãn cách. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học tập trung trở lại tại trường từ ngày 4 tháng 5. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học tập trung cho đến khi có thông báo mới. Trong tuần qua, các phóng sự ghi nhận các ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học cũng như hầu hết cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao dự thảo, từ chủ đề đến bố cục nội dung đều được xây dựng công phu, đảm bảo khoa học, ngắn gọn, mang tính bao quát cao trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược của tỉnh Lào Cai như định hướng phát triển trên 9 lĩnh vực, 5 nhiệm vụ đột phá, 24 chỉ tiêu cụ thể. Các ý kiến cũng bày tỏ niềm tin tập thể lãnh đạo tỉnh ở nhiệm kỳ trước, đồng thời gửi gắm sự kỳ vọng về nhân sự và sự vững mạnh của tổ chức đảng nhiệm kỳ này. Trước bối cảnh phía Trung Quốc siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng phía nước bạn triển khai phương án xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy trình 5 bước xuất khẩu, 4 bước nhập khẩu theo nguyên tắc cố định xe, không cố định người. Theo ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, những ngày đầu tiên triển khai phương án này, trung bình mỗi ngày gần 200 phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, giảm 50% so với trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là do phía Trung Quốc thiếu lấy xe trung chuyển hàng hóa, khiến lượng xe xuất khẩu bị giảm năng lực thông quan. Hiện tỉnh Lào Cai vẫn đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng phía địa bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh năng lực thông quan nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu không bị đình trệ bởi dịch bệnh. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có gần trên 2.300 người được tiến hành cách ly tại khu vực trường quân sự tỉnh và đa phần trong số đó đã hoàn thành quá trình cách ly một cách an toàn. Để có được kết quả đó, không thể không ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ phụ trách ở đây, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh mà còn chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho mọi người. Những chiến sĩ vốn không có nhiều kinh nghiệm bếp núc nay đã trở thành đầu bếp, tay dao tay thớt, chia từng suất cơm gọn gàng đảm bảo. Họ là những chiến sĩ sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ vì tổ quốc, vì đồng bào, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 22 tháng 4 đến sáng ngày 24 tháng 4, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc, mưa đá, gây thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân. Tổng thiệt hại trong đợt mưa rông kéo dài 3 ngày này lên đến 22 tỷ đồng. Các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, đặc biệt là các hộ bị thiệt hại nhà ở trên 70%, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản và bố trí chỗ ở tạm thời. Đối với các hộ gia đình cá nhân có nhà bị hư hỏng, đã tổ chức lực lượng giúp đỡ dọn dẹp, gia cố, lập lại nhà ở. Đồng thời tổ chức thống kê chi tiết đầy đủ để thực hiện việc hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại nặng khi chính sách của tỉnh được thông qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.